tự sửa sai cho chính mình. Đánh đầu, cơ hội dứt điểm, không được, và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội chủ sân Anfield, và khiến cho Emiliano Martinez đứng chôn chân. Người đã băng vào ở tình huống đầu tiên là Luis Diaz. Liệu có phải đó là một tình huống chạm bóng của Paul Torres? Paul Torres là người mắc sai lầm và sau đó phải tự sửa sai. Anh cũng chỉ khiến cho đội bóng không gặp một tình huống sóng gió, thay vào đó là quả đá phạt góc. Và từ quả đá phạt góc này, Szoboszlai đã mở điểm cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 4. Alexander Oglon! Một tác phẩm trên sân Anfield đơn giản là như vậy. Alexander Oglon, Fulham tại Premier League, anh đã gặp một chấn thương và phải vào lưới nhận bóng. Đây là một cú đá mà không có thủ môn nào có thể ngăn cản được. Một pha dứt điểm đẹp như tranh của Alexander Arnold dành tặng cho các cổ động viên của Liverpool. Pahia cũng đã không bật lên ở trong tình huống. Salah, 10 phút đã bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này. Dứt điểm, và đó là Elliot. Elliot sộc thẳng vào khu vực trung lộ và tung ra một cú dứt điểm hướng thẳng vào góc gần. Trước một cầu thủ thuận chân trái, Matthew, thủ môn vào sân từ ghế dự bị của Crystal Palace, đã phán đoán là một cú đặt lòng vào góc xa, nhưng không phải là như vậy. Elliot đã đánh lừa được thủ thành đang có những phút đầu tiên thi đấu tại giải đấu Hoàng Anh. Một thủ môn đã quen chơi ở những hạng đấu thấp hơn, những sân chơi với trình độ kém hơn. Nhưng đây là Liverpool. Liverpool. Diaz. Bóng đến chân của Salah. Khoảng trống. Dứt điểm. Bàn thắng đã tới một cách đầy bất ngờ dành cho cầu thủ Liverpool, và đó là Trent Alexander-Arnold. Luis Diaz, cầu thủ cũng đã là người khởi nguồn cho tình huống lập công này của Liverpool. Pha di chuyển cực kỳ thông minh của Gakpo đã mở ra khoảng trống phía sau dành cho Trent Alexander-Arnold, và cú đá sệt này đã đánh bại được thủ thành người Brazil, một người đã chơi rất tập trung trong những phút đấu đã qua. Cú đá treo góc và cực kỳ hiểm hóc. Curtis Jones. Robertson. Lần này lại dứt điểm. Và với bàn thắng này, Liverpool sẽ leo lên vị trí đầu bảng. Một cú sút đưa trái bóng găm thẳng vào góc cao của khung thành, và rất khó cho những thủ môn. Salah. Endo. Endo đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở Hoàng Anh. Đây đã là bàn thắng thứ 7 họ thực hiện trong quãng thời gian này tại Premier League, nhiều nhất trong số 20 câu lạc bộ tham dự Hoàng Anh mùa giải năm nay. Cả 3 bàn thắng của Liverpool trên sân Anfield vào lưới Fulham đều là những tuyệt phẩm. Tất cả đều là những pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm và đều được thực hiện bằng chân phải. Alexander-Arnold, McAllister và giờ là Endo. Huấn luyện viên của đôi bên đều rất cao tay trong Diogo Jota. Luis Diaz. Diaz vào. Bàn thắng rất đẹp mắt của Luis Diaz. Đây là pha dàn xếp đã dẫn đến pha lập công của Liverpool. Với tình huống di chuyển chiếm lĩnh khoảng không của Diogo Jota, bóng lập bập.
nó đổi hướng và Luis Diaz sau hai nhịp khống chế đã tạo ra một siêu phẩm. Tất cả đều rất vừa vặn với Luis Diaz. Alexander Arnold! 1-0 cho câu lạc bộ Liverpool. Một đường cong tuyệt mỹ của Alexander Arnold. Không thể đẹp hơn và cũng không thể hiểm hóc hơn được nữa từ cú dứt điểm vừa rồi của Alexander Arnold. Đường chuyền của Robertson, bóng đến vị trí của Salah. Harvey Elliott sút bóng. Bàn thắng tuyệt đẹp của Harvey Elliott đang diễn ra ngày một trở nên tốt hơn. Lại là những tình huống đảo cánh và sau đó là những quả tạt vào phía bên trong. Hệ thống phòng ngự của Tottenham Hotspur bị xoay như trong chóng trước khi phải nhận cú nã đại bác này. Bóng đi đúng vào góc chết và không thể cản phá. Pha xử lý mẫu mực của Harvey Elliott và đây là đường kiến tạo của Mohamed Salah. Trước đó chúng ta đã được thấy một nụ cười rất tươi của Jurgen Klopp. Đây mới là pha lập công thứ 3 của Harvey Elliott tại Premier League mùa giải năm nay. Những bàn thắng của cầu thủ này thường mang đến những cảm xúc rất lớn. Diaz vượt qua được Pereira. McAllister. Liverpool đã ghi tới hai tuyệt phẩm bằng chân phải để dành tặng cho các cổ động viên của mình trên sân Anfield. Lỗi thuộc về Raúl Jiménez. Một tình huống phá bóng không tốt của cầu thủ từng chơi cho Wolverhampton vô tình lại là một đường chuyền dành cho McAllister. Cầu thủ người Argentina đã thể hiện sự tự tin và trình độ ở đẳng cấp thế giới của mình trong pha dứt điểm này. Đa số các cầu thủ khác sẽ tìm cách phối hợp với những đồng đội của mình để có thể đưa bóng vào trong vòng cấm của thủ môn Beleno. Nhưng McAllister đã có một lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Anh xứng đáng giữ chéo số 10 của Liverpool.